toàn thể bà con nhân dân và 8 đội bóng tham dự giải thi đấu bóng đá của chúng ta. Hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023 và 41 năm ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Được sự nhất trí của cấp ủy, chính quyền, địa phương, hôm nay tại quê hương thôn Chi Lễ, một quê hương giàu truyền thống cách mạng và hiếu khách, long trọng tổ chức giải thi đấu bóng đá tranh siêu cúp thành công. Về dự lễ khai mạc, ban tổ chức xin trọng giới thiệu và long nhất chào mừng về đại biểu xã ông Hoàng Quang Mạnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Thái. Xin quý vị nở một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn và chào mừng. Trân trọng giới thiệu bà Hà Thị Lập, phó bí thư chi bộ trưởng thôn, bà Lê Thị Luyến, bí thư chi bộ trưởng ban công tác mặt trận dân cư, bà Nguyễn Thị Hoan, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Chi Lễ và các ông các bà là trưởng các ban ngành đoàn thể thôn Chi Lễ và các thôn trong xã Mỹ Thái cùng toàn thể bà con nhân dân đang có mặt trên quê hương của chúng ta. Xin quý vị nở một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời bà Hà Thị Lập, phó bí thư chi bộ trưởng thôn lên phát biểu khai mạc giải đấu. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý vị đại biểu, đại diện cho lãnh đạo ủy ban nhân dân, các đồng chí cán bộ văn hóa xã hội, các đồng chí công an xã Mỹ Thái, lãnh đạo cơ sở thôn, nhà tài trợ giải bóng cúp karaoke thành công, kính thưa toàn thể nhân dân, các cầu thủ, các đơn vị về tham dự giải bóng đá cúp karaoke thành công, tổ trọng tài, quý khán giả, cổ động viên. Hôm nay trong không khí tưng bừng náo nhiệt, toàn đảng, toàn dân, toàn quân chuẩn bị đón chào một ngày trọng đại, ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân, một khối đại đoàn kết dân tộc. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công, những dòng chữ vàng đã ghi đậm một mốc son chói lọi mà toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã và đang thực hiện, thường xuyên thực hiện, đã thành công một nước Việt Nam hùng cường phát triển. Cũng từ dòng chữ vàng này, một khu dân cư nhỏ bé của thôn nhà cũng đã thực hiện được, thể hiện bằng hiện thực các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trong thôn lối tiếp hoàn thành, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển. Từ các em nhỏ tới các bậc trung niên cao tuổi, tích cực rèn luyện thân thể, đảm bảo sức khỏe, có sức khỏe, có sự đoàn kết keo sơn, làm nên tất cả. Đây là một thành quả đáng ghi nhận mà toàn đảng, toàn dân trong khu dân cư đã làm được. Có được kết quả như ngày hôm nay cũng là từ chung tay, đồng thuận của toàn thể cán bộ và nhân dân trong cộng đồng khu dân cư cơ sở, sự quan tâm của lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Mỹ Thái. Những tấm lòng tôn hiếu, trách nhiệm trong xây dựng và phát triển thôn xóm của các mạnh thường quân là những người con quê hương đang công tác, học tập, lao động trên mọi miền tổ quốc, nước bạn, các kiều bào nước ngoài, các công ty, doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn thôn. Và hôm nay, cơ sở thôn, đội bóng đá thôn nhà đã long trọng tổ chức giải bóng đá nữ cúp karaoke thành công. Nhà tài trợ chính giải bóng đá nữ cúp hôm nay chào mừng 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Thành phần tham dự giải bóng là 8 đơn vị được chia làm hai bảng, tổ chức 9 buổi tối bắt đầu từ ngày hôm nay. Có được phong trào bóng đá như vậy, một khu thể thao hoàn thiện bằng những vì sao điện áp nguy nga bừng sáng như ngày hôm nay,
phục vụ cho mọi lứa tuổi tham gia luyện tập, giao hữu, nâng cao tầm bóng đá phát triển. Thay mặt cho ban tổ chức giải bóng, lãnh đạo và nhân dân thôn nhà trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cơ sở, bà con nhân dân, các mạnh thường quân, các công ty, doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn thôn, các nhà tài trợ, các hội đồng niên, đồng học, các dòng họ, anh em đội bóng nam, nữ, cảm ơn nhà tài trợ giải bóng đá nữ Cúp Kaza OK thành công đã tài trợ giải bóng đá nữ Cúp Kaza OK thành công kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúc sức khỏe quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, các cầu thủ về tham dự giải bóng, tổ trọng tài, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc giải bóng thành công, tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố khai mạc giải bóng đá nữ Cúp Kaza OK thành công được bắt đầu. Ban tổ chức xin cảm ơn bà Hà Thị Lập, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Chi Lễ đã có bài phát biểu khai mạc rất xúc tích và hoành tráng. Ngay sau đây, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Quang Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Thành Công và các vị đại biểu mà chúng tôi đã xướng tên sẽ di chuyển xen kẽ vào 8 đội bóng chụp những bức ảnh lưu niệm ở giải đấu lần này. Xin trân trọng kính mời. Và ban tổ chức xin trọng kính mời phóng viên Hà Lượng, chủ kênh YouTube Hà Lượng đến từ địa bàn xã Tân Thanh, cũng là một trong những phóng viên có rất nhiều tình cảm gắn bó với quê hương của chúng ta, sẽ sử dụng những thiết bị ghi hình tiên tiến hiện đại nhất để ghi lại, chụp lại những bức ảnh chân thực và sống động trong buổi tối ngày hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời các vị đại biểu sẽ đứng xen kẽ vào đội hình của các đội bóng tham gia tranh tài ở giải đấu năm nay để chụp lại những bức ảnh đẹp nhất ở giải đấu. Một lần nữa thì xin trân trọng kính mời. Đó là tình cảm của ông Hoàng Quang Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung. Như vậy là ngay sau đây thì ông Hoàng Quang Mạnh và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, ông Nguyễn Thành Công và các vị đại biểu của chúng ta sẽ trao cờ lưu niệm cho 8 đội bóng tham gia tranh tài ở giải đấu năm nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Hà Thị Lập, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, bà Hà Thị Luyến, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận dân cư, các vị đại biểu mà chúng tôi cũng đã giới thiệu và kính mời các vị đại biểu đang dự trong lễ khai mạc ngày hôm nay. Chúng ta sẽ di chuyển cùng với ban tổ chức, các vị đại biểu chúng ta sẽ trao chiếc cờ lưu niệm cho 8 đội bóng tham dự. Mạnh thường quân Khoa Cảnh cũng là người con xuất sắc của quê hương Chi Lễ, cùng với các vị đại biểu cấp cao của chúng ta đang xen kẽ với 8 đội bóng tặng chiếc cờ lưu niệm. Để phối hợp với đoàn thanh niên thôn Chi Lễ tổ chức trên quê hương xinh đẹp thôn Chi Lễ, xã Minh Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang và phóng viên Hà Lượng, các phóng viên của chúng ta cũng dành thời gian chọn vị trí tác nghiệp thuận lợi nhất, ghi lại những giây phút, những hình ảnh quá đẹp. Một lần nữa thì ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Cảm ơn 8 đội tham gia tranh tài chạy siêu cúp thành công năm 2023. Trong và câu ngoài trong buổi tối khai mạc trong ngày hôm nay thì ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể bà con nhân dân cũng như sẽ trở về sự đón chủ tịch thôn Chi Lễ xã Minh Thái để cổ vũ trận đấu khai mạc bởi chủ nhà FC Chi Lễ gặp đội tuyển FC Hạ.
Người con xuất sắc của quê hương Thanh Tân Thanh đó là anh Thành Công. Thành Công Tân Thanh với quê hương Mỹ Thái, đặc biệt là chi lễ có mối gắn bó keo sơn thắm thiết trong nhiều năm nay. Bình luận viên Hà Phong và Thành Công là hai người anh em không cùng cha cùng mẹ, thế nhưng cùng rất nhiều chí hướng, được sự che chở, yêu thương, mến mộ, đùm bọc của bà con nhân dân xã Mỹ Thái và nhân dân chi lễ. Thành Công và Hà Phong coi Mỹ Thái và coi chi lễ như là quê hương thứ hai của mình. Và tối ngày hôm nay, Thành Công phối hợp với chi đoàn thanh niên, hội phụ nữ, thôn chi lễ tổ chức một giải đấu bóng đá đặc biệt để chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân và 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Cho tới lúc này thì trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Trên khán đài B và tất cả các vị trí ngồi thuận lợi, theo chúng tôi quan sát thì đã chật cứng khán giả rồi. Quê hương chi lễ được sự quan tâm thường xuyên trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng mẫu. Và bây giờ trên sân chi lễ thì các dàn đèn hiện đại nhất đã được người dân lên đây xây dựng và khởi công. Giải đấu bóng đá do người con Thành Công đến từ quê hương Tân Thanh phối hợp với chi hội phụ nữ thôn chi lễ tổ chức là một hoạt động thể dục thể thao hết sức có ý nghĩa để các câu lạc bộ bóng đá trong khu vực này chống đâu hơn. Chống kèn này đâu rồi? Một hoạt động để cấp ủy đảng chính quyền địa phương, giới hâm mộ, đặc biệt là các ngành thể thao phát ơn sâu sắc tới các vị lãnh đạo, cấp ủy đảng chính quyền địa phương, cấp ủy chi bộ, các ban ngành đoàn thể thôn chi lễ, người dân, nhân dân, những cô ông, những cô bà, các tầng lớp bạn trẻ, nam nữ, thanh niên, các cháu nhỏ ở thôn chi lễ và các khu vực đã dành thời gian di chuyển về sân bóng quá đẹp, một quê hương giàu truyền thống cách mạng và vô cùng hiếu khách cho buổi tối ngày hôm nay. Ngay sau đây thì trận đấu mở màn giải đấu bóng đá.